Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 24 mô hình cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tạo được sự chuyển biến về nhận thức, làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp và ký phối hợp với các tổ chức tôn giáo ở địa phương trong giai đoạn 2022-2026 cần xây dựng kế hoạch cụ thể có sự tham gia của các hội, đoàn thể và các tổ chức tôn giáo, chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, dành nguồn lực thực hiện chương trình phối hợp.